dàn đại piano G700 nha quý vị. Bốn thất, hoạt động hoàn hảo hết, đang hát CD dưới. Có băng chưa thử thôi. Này bass nó 20, hơn 20. Màn carbon nè. Hát rất hay ha, G700V. Loa cực đẹp nha. Đêm nay lặng lẽ sương mù về răng trên mệnh tình quê. Có ai công suất mỗi loa 90W nha, 180W dàn công suất khá lớn. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dừng tay. Giờ anh sẽ chuyển sang kết nối ngoài nha. Đây bấm này đang hát kết nối ngoài. Lòng buồn dạt dào như hôm nào chăm thầm rất hay nha quý vị. Chuyến xe đêm anh gặp em, môi em đang xinh nhưng mắt buồn ngần. Bộ cầm đai của nó mà cho nó rất hay nha. Chuyện đời sau đắng vẫn vương đôi má dịu hiền. Radio FM này là tab nha, tab là hát ở dưới cái học này ha. Đát CD bát đánh rất hay, rất lực luôn, loa nguyên zin hết. Này là gần vải nha, gần vải, loa rất đẹp luôn, nguyên zin hết. Thoáng thấy em cười mùa thương vừa chập, vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về. Thành quá góc cạnh lo ha, rất đẹp. Công suất 90W mỗi loa. Đêm nay cô đơn nghe gió lành giọt vào. Đẹp ha. Bây giờ em vừa tìm được mấy cuốn băng nha. Bây giờ test băng cho quý vị nghe luôn. Băng này băng thu lại nha, cho nên chất lượng âm thanh nó không có được tốt. Cho đây hai cuốn băng hai bên ha, muốn hát học nào hát. Vậy là hoạt động hoàn hảo nha quý vị, 100% hết nha. Rất đẹp. Giữa lòng dàn đại piano G700V. Rồi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.